Bà bị đau gì vậy? Thắt lưng. Đau gì nữa không? Đau gì nữa? Mũi bị xoang. Sao nhiều người bị xoang vậy? Vậy cái vùng đất này nhiều người bị xoang trong danh Chúa Jesus Kitô ta bẻ gãy sự rủa xả này. Cái bệnh xoang vĩnh viễn phải lìa ra khỏi giáo xứ chánh tâm đi xuống vực sâu là nơi Chúa Jesus dành cho chúng mày. Amen. 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 Bao tử. Huyết áp. Rồi, còn gì nữa? Tê. Rồi, rồi, yếu. Còn gì nữa? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Mấy cái này. Đây là khóa huấn luyện nha anh chị em. Chúng ta đã học rồi và bây giờ chúng ta phải hành. Ok. Anh cầm dầu. Anh lấy. Xin lỗi, anh xích thập tự giá lên trán, lên hai tay. Rồi. Nào thì anh đặt tay lên trên trán. Anh công bố nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ta ra lệnh cho. Ta ra lệnh cho. Hết thảy bệnh tật. Hết thảy bệnh tật. Mà người chị em đã khai trình. Mà người chị em của ta đã khai trình. Cút ra khỏi chị em ta. Cút ra khỏi chị em ta. Amen. Amen. Nào, bà kiểm tra đi. Amen. Vươn vai, lắc qua lắc lại. Hết đau lưng chưa? Nhưng bớt không? Mọi người hãy nói một cách tích cực nhé. Là ô tôi thấy bớt chứ đừng. Vẫn hãy. Đừng có nói câu đó. Mình phải nói theo chiều hướng tích cực. Và nếu mình nói tiêu cực thì nó rất dễ làm cho chúng ta nghi ngờ. Mà khi chúng ta nghi ngờ thì sao? Không thành. Chẳng có gì được lành cả. Ok. Ví dụ có nhiều người chưa lành ngay đâu. Bởi vì còn tùy theo cái lượng đức tin của họ nữa. Thì mình bảo ô cảm ơn Chúa. Bớt. Bớt là bao nhiêu? Dù là 10% cũng là bớt. Bởi vì đầu tiên có thể họ chưa có đức tin về cái chuyện chữa lành. Họ tin Chúa Giêsu, tôi không có phản đối, tôi không có nghi ngờ, tôi biết là họ tin Chúa Giêsu. Nhưng ngày hôm nay rất nhiều người đi nhà thờ mà không tin rằng Đức Chúa Giêsu Kitô còn làm phép lạ. Đấy là lý do tại sao rất nhiều người đi nhà thờ vẫn bị bệnh tật, vẫn bị tủi ám. Ok? Chứ ngày hôm nay chúng ta bẻ gãy cái điều này, chúng ta sẽ được Chúa làm mới lại cái đức tin của chúng ta. Amen. Amen. Bà thấy từ 1 đến 10 được mấy điểm rồi? Ôi, 5 điểm là nhiều quá rồi, thì cảm ơn Chúa đi. Cảm ơn Chúa. Đặt tay lên tiếp. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận. 50%. 50%. Đau nhức của bệnh tật. Đau nhức của bệnh tật. Cút ra khỏi chị em ta. Cút ra khỏi chị em ta. Amen. 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 Rồi. Đây, bác kiểm tra cái sao này. Nhảy lên. Nhảy lên, nhảy lên, chắc ăn nhất. Cảm ơn Chúa. Hết chưa? Hết hẳn nhá. Nếu chỉ bớt không được, nó sẽ quay lại hết. Và sau đó chúng ta xin huyết máu của Chúa bao phủ giữ lại sự chữa lành. Amen. Rồi, rồi chị. Mất ngủ. Thần kinh mất ngủ cái gì đấy? Ồ, chỉ có một vấn đề đấy thôi. Ok, chị đi bao lâu rồi? Mấy năm. Bây giờ chị muốn ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ? Bây giờ là 8 rưỡi, mấy giờ chị muốn lên giường ngủ? 9 giờ. 9 giờ ngủ. Chị muốn ngủ đến mấy giờ sáng? 4 giờ, 4 giờ sáng. Ồ, ok. 7 tiếng đủ rồi. Vậy thì đêm nay chị sẽ ngủ như một đứa trẻ, baby, ok. Chị tên gì vậy? Chị Trang. Trong danh để quyền đại năng của Chúa Giêsu Kitô, ta đuổi đi tà linh gây mất ngủ. Phải cút ra khỏi chị Trang. Và ngày hôm nay sự bình an của Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ ở cùng chị. Chị sẽ ngủ một giấc ngủ thật là ngon từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng. Amen. Đó, chị có thể ra về và tối nay chị sẽ ngủ rất là ngon nhé. Có đau những gì trong người không? Cảm ơn Chúa. Vâng, mời chị. Chị đau gì vậy? Đau gót chân này. Gót chân trái phải? Gót chân phải. Gót chân phải. Đau cũng là cả. Không cần biết bao lâu chúa khất ta đi bây giờ đau gì nữa? Tại tuần trước ông có nhờ nhóm cầu nguyện cho em thì chân gì đỡ đau mà cái này nó chạy lên trên vai với trên đầu. Tôi nói cho chị em chúng ta phải đổi cách nha. Từ nay về sau chúng ta sẽ không cầu nguyện chữa bệnh, không cầu nguyện trừ tà.
chúng ta ra lệnh. Ok. Chúng ta ra lệnh. Chúng ta chỉ cầu nguyện với ai? Với Chúa. Với Chúa mà thôi, bởi chúng ta là tư tế. Ok. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Còn đối với Satan, ma quỷ, bệnh tật và hoàn cảnh, chúng ta phải sử dụng uy quyền vương đế. Chúng ta ra lệnh cho nó. Chúng ta là ai? Là vua. Bởi vì Chúa Giê-xu là vua trên các vua. Ok. Đừng có ai nói cầu nguyện. Khi mình cầu nguyện, mình năn nỉ nó là mình đứng dưới nó. Nhưng khi mình nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô, mình ra lệnh cho nó thì mình đứng trên nó. Anh chị em nên nhớ nha. Chứ nếu mà mình mà cứ nói cầu nguyện, mình không cầu nguyện bệnh tật, mình ra lệnh cho bệnh tật phải cút. Từ đấy giờ chúng ta ra lệnh không? Đúng không? Rồi. Bị đau nhất cả cổ. Đau ở đầu. Gì nữa? Chỉ vậy thôi. Quá dễ đâu. Chúa tên của chị là gì? Chị Nguyễn Thị Ước. Rồi. Tôi mời anh lên đây. Học và hành luôn. Xin chào. Chưa bao giờ Amen. Sao sao mà ông lại được cảm động thế? Làm sao mà sao rồi? Kiểm tra xem nào. Biết chưa? Hết chưa? Chưa. Bớt hay là hết? Nhớ là bao nhiêu phần trăm rồi? Bao nhiêu phần trăm rồi? Sao rồi? Chưa chị đã bỏ chạy? Vụ gì đây? Làm cho bằng thắng rồi chứ. Bao nhiêu phần trăm rồi? Có 20-30% mà nhiều cái nỗi gì? Nào về đặt tay lên tiếp. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận. 70%. Đau nhức bệnh tật. Cút khỏi chị em ta. Cút khỏi chị em ta. Amen. Amen. Bà amen. Bà hôm nay amen là bà kệ nó nhé. Bà amen, bà đồng ý. Là sao rồi hết chưa? Giờ xem nào. Hết chưa? Dạ được là sao? Phải hết hẳn nha. Hết hẳn chưa hay là vẫn còn? Cổ xem nào. Gót chân. Nhảy lên xem nào. Ngày nay em đi học cũng chạy mà không thấy đau. Rồi cảm ơn Chúa. Chỉ có kèm thấy đau ở đây. Giờ hết chưa? Nhân danh Chúa Giêsu Kitô ta không chấp nhận hoàn toàn. Ta chấp nhận có thể biết hoàn toàn. Amen. Hết chưa? Hết rồi, hết báo những sự báo của chị. Giữ sự chữa lành. Amen.